nhằm tăng cường kết nối, mở rộng những hướng đi, đưa quan hệ thương mại và đầu tư của Việt Nam với các nước khu vực châu Mỹ ngày càng phát triển, thực chất và hiệu quả. Mới đây, Bộ Công Thương lần đầu tiên tổ chức chương trình gặp gỡ các đối tác khu vực châu Mỹ năm 2019. Phát biểu tại chương trình gặp gỡ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết Việt Nam đã có quan hệ thương mại với tất cả 35 quốc gia trong khu vực châu Mỹ, với tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt trên 78 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu đạt 58 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu đạt 20,32 tỷ đô la Mỹ. Trong lĩnh vực hợp tác đầu tư, tính đến hết năm 2018 đã có 24 quốc gia châu Mỹ đang có đầu tư tại Việt Nam với 1.180 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 15,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 4,3% số dự án và 4,5% tổng vốn đầu tư FDI của cả nước. Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác châu Mỹ vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do khoảng cách địa lý xa xôi, chưa có tuyến vận tải hàng hóa và hành khách trực tiếp, sự khác biệt về ngôn ngữ và việc thiếu thông tin cập nhật về các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài. Vì vậy, trong khuôn khổ chương trình này, gần 200 đại biểu là đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao, lãnh đạo của các bộ, ban, ngành, địa phương, các cơ quan xúc tiến thương mại trong và ngoài nước cùng đông đảo các doanh nghiệp hai bên đã gặp gỡ, trao đổi thông tin về tiềm năng triển vọng hợp tác kinh doanh và tham quan triển lãm các sản phẩm của Việt Nam như là cà phê, hạt điều, chè, da dày, v.v. Được biết, chương trình gặp gỡ các đối tác khu vực châu Mỹ sẽ được tổ chức thường niên hàng năm để thắt chặt và củng cố mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, thúc đẩy trao đổi thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và các quốc gia châu Mỹ.